Ông Nguyễn Văn Oai quê ở Thái Bình là chủ sở hữu của bể cây cảnh đang gây xôn xao dư luận này. Theo ông Ngọc Thoan, chủ nhà vườn cây cảnh ở Văn Giang Hưng Yên, việc giáp vàng vào bể cây cũng là bình thường bởi giáp vàng như vậy cũng không tốn nhiều vàng. Theo dân chơi cây cảnh, trường hợp giáp vàng vào bể cây này là trường hợp đầu tiên trong làng cây cảnh Việt Nam. Được biết, bể cây giáp vàng của ông Oai được đem đến dự triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu Nam Định. Theo một người ở gần nhà ông Oai cho biết, hiện tại cây xanh và chiếc bồn giác vàng đã được bán sau khi mang đi dự triển lãm ở Hải Hậu với giá 10 tỷ đồng.